lại với kênh Nên Đêm Miền Tây. Thì hôm nay mình ra xe lúc 6 giờ sáng nha các bạn, ngày cuối tuần ha. Thì hôm nay có một khách hàng rất là VIP đặt xe mình đi Vũng Tàu. Thì giá mình coi cho nám, nếu mà đi Vũng Tàu đó thì khoảng 500 ngàn nha các bạn. Thì hôm nay thử test xe là đi Vũng Tàu xem là có đi được tới Vũng Tàu không nha các bạn. Thì cái quãng đường mình đi đó là khoảng 101 cây ha. Thì coi cái hành trình là xe điện trải nghiệm như thế nào đó, và đi Vũng Tàu cái cung đường nó ra sao các bạn, rồi tiêu tốn bao nhiêu phần trăm pin chứ. Đây là khách hàng, cái hàng VIP đã book xe của mình đi Vũng Tàu. Chào đi. Let's go. Rồi bây giờ khởi hành với 100% pin nha bạn. Thì đang ở Quỳnh Tân Phát ha, mình sẽ di chuyển theo hướng Phà Cát Lái nha bạn, qua cầu Phú Mỹ và đi Phà Cát Lái ha. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset. Bây giờ thì 10 cây nữa thì mình sẽ tới được bãi sau Vũng Tàu các bạn. Pin thì còn 33% á, thì lúc mình chạy 10 cây nữa thì nó sẽ còn được 23%, đảm bảo cho mình đi được Vũng Tàu các bạn. Thì đi mình đi với tốc độ cũng đều bình thường á, thì có những đoạn cũng chạy 5 tới cục gì đó, nói chung là ok, chạy khỏe không sao hết. Sau đó thì tới lát nữa mình tới nơi mình sẽ tìm một cái khách sạn nào đó có chỗ sạc cho mình á. Còn thì nếu không có nữa thì mình tìm cái Vincom gần đó mà để mình sạc nha bạn. Thành phố du lịch mà chắc chắn sẽ có chỗ sạc cho các bạn thôi. Cho nên là cứ việc yên tâm mà đi. Chở hai khách hàng này đi Vũng Tàu mà báo quá báo gớt nón bao cũng lần. Hai vị khách VIP nè, đi mà báo quá báo rất nón hoài. Em ở Vũng Tàu nha mày.
Xe thì vẫn chưa có sạc nha. Mình thuê phòng ở đây giá là 300 nha bạn, 300 một đêm á. Có chỗ sạc xe cho mình. Thì mình tìm mình hỏi trước có chỗ sạc xe mấy thuê các bạn, 300.000 đêm á. Nhưng mà xe thì vẫn còn hai mấy phần trăm cho nên là chạy lòng vòng dạo Vũng Tàu á, ăn trưa rồi xong lát nữa về mới sạc ha. Đi, đây là hai khách hàng VIP. Khách hàng VIP. À. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time.